Mình đã hoàn toàn hồi phục chấn thương 100%, tinh thần cũng như là quyết tâm để có thể là thi đấu giải SEA Games sắp tới ạ. Mình cũng rất tiếc vì giải vừa rồi mình chấn thương đã không được tham gia, nhưng mà giải SEA Games đợt này thì mình sẽ cố gắng và quyết tâm hết sức có thể để có được vị trí để thi đấu, quyết tâm và hết mình. Thật ra thì mục tiêu của đội thì lúc nào cũng là huy chương vàng, thế nên là cái áp lực cũng như là cái tinh thần thì mọi người vẫn luôn nghĩ đến, và không vì thế thì mọi người cũng vẫn cố gắng tập luyện hết sức để có thể là có 100% sức, cũng có thể là hơn 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 thế để thi đấu giải hết mình ạ. Bản thân mình cũng đã rất vinh dự để được tham gia giải SEA Games lần này. Loan cũng như đồng đội sẽ cố gắng tập và thi đấu hết sức mình để giữ cái tấm huy chương vàng. SEA Games 30 thì bác đã cũng cho em đá vị trí cánh trái, thì bác cũng đã khuyên dặn em là cố gắng thi đấu hết mình và theo chiến thuật của bác. Sau đợt này thì đợt tới này thì vị trí của em là hiện tại là đang xếp vị trí hậu vệ cánh phải, nên là em cũng cố gắng thi đấu hết mình và cố gắng quyết tâm.